Bay sẽ review nha 7 món đồ trong Identity V. Game này bay chưa chơi bây giờ, nếu bạn biết tên hãy comment cho bay nha. Thứ nhất, nó là một cái xi lanh có lỗ thông qua bên kia luôn các bạn. Đầu xi lanh cũng được gắn ron này. Thứ hai, nó là một cục xúc xắc hình khối tam giác. Có vẻ như đây là một game chơi xúc xắc à. Thứ ba, là một thanh kiếm. À cái này hai bạn mới biết là cây kiếm của Joseph gì đó. Thứ tư, một con dơi, nếu bay không nhầm thì nó bằng bông ha. Thứ năm, một cây gậy quý ông có kẹp thêm hai bông hoa hồng ở đây. Thứ sáu, một cây đao cán dài, có vẻ như nó buộc từ hai ba bộ phận khác nhau lại với nhau, trông giống cái chân của một con robot nhện. Và thứ bảy, có vẻ như là một cái kèn khắc chữ Identity 5. Bạn nào thích thử kèn thì có thể mua cái này, khá to đấy. Những món đồ này bạn nào biết tên hãy comment ở dưới giùm bay nha. Xin cảm ơn.